Với nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết số 115 về cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù của thành phố Hà Nội, trong thời gian qua, hai trung tâm kinh tế chính trị của đất nước đã có nhiều cơ hội cũng như dư địa để phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn dù cơ chế thí điểm đặc thù đã dành nhiều ưu tiên, thuận lợi về cả cơ chế và tài chính. Đó chính là những vấn đề được các đại biểu quan tâm trong phiên làm việc sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Khi trình thông qua nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tại báo cáo đánh giá tác động và nhận định về sự cần thiết thu phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông nhằm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công cộng nói chung. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện cho thấy chính sách này chưa được triển khai hiệu quả. Không phải chỉ mỗi cái phí này mà ban hành ra là có thể xử lý được cái ùn tắc về giao thông mà còn cả các cái biện pháp, các cái chính sách, các cái giải pháp đồng bộ khác. Hay các cơ chế đặc thù khác như thưởng vượt thu và bổ sung có mục tiêu từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương, hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công, hưởng số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đều đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Có những việc thành phố muốn làm lắm nhưng mà cũng cân nhắc bởi vì nó mới, nó khó. Và trước khi làm thì cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến cho nên là còn hơi là không mạnh dạn để đưa ra, có ý kiến trái chiều. Nhưng mà có những cái cũng chủ quan của chúng ta, tức là nghị quyết có nói nhưng mà thực hiện không phải đơn giản. Nhận định rõ, nghị quyết 115 và nghị quyết 54 đều đã chứng minh tính đúng đắn của nó, đã hỗ trợ cho hai trung tâm lớn của cả nước trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, đúng là các cơ chế để khai thác nguồn lực còn vướng và cần được thúc đẩy trong thời gian tới. Sở ngày nào thì cũng đề xuất là chính sách sử dụng ngân sách, chi tiêu là chính thôi. Thì đương nhiên là cái chính sách mà khai thác sử dụng các nguồn lực là cũng có cái khó khăn. Nếu mà chúng ta tập trung khai thác cái này cũng được khá đấy, chứ không phải ít đâu. Hiện nay thì mình vẫn chưa làm được cái này. Theo ý kiến của nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ chế thí điểm cần được xem xét bổ sung các giải pháp để hoàn thiện, phát huy được hiệu quả, gỡ bỏ điểm nghẽn, đồng thời kịp thời đề xuất kiến nghị với các văn bản pháp lý đang được soạn thảo để bảo đảm tính kịp thời.